Ok, ra ngoài đi chú Lân ơi. Ra ngoài đi. Rồi. Đây là loạt sút penalty giữa loạt sút pen rất cân nào giữa 2K2 và Thần Ánh Sáng. Rất là kết nào. Tôi nghĩ về 1-0 bên phía anh em Thần Ánh Sáng. Tên phải nói là có gì rất thích ăn bàn thì chưa có tín hiệu dứt điểm của trọng tài. Trung tên đã thực hiện pha ra nhân, phải nói là hơi nhiên. Trung tên sẽ phải thực hiện lại pha dứt điểm này. Trung tên vào thủ môn bên H2. Wow, vào sâu trong cái tên của anh em H2. Sau 4 lượt trước thì anh rất nặng nề được giao lên thủ môn của anh em 2K2. Đây là lượt thứ 3. Thủ môn của 2K2 sẽ dứt điểm, pha dứt điểm đây. Hay quá Trung ơi. Hay thủ môn của 2K2 để đến bài Dương Lân cũng phải nói là cực kỳ trong mình. Pha phản đồ dứt điểm của Dương Lân. Vài phát biểu về trước trận đấu diễn ra.